Nhà có chị bán lâu chưa? Thì ổng vừa bệnh xong là ở nhà mượn ba đi kêu bán liền luôn, tại vì trước khi mình đi á là mình không có khả năng mình hỏi tiền nóng người ta đó, rồi mình đi xong mình về mình bán lại trên này cho ba ổng chi phí ổng trả lên người ta, để tại mình hỏi nóng đỡ đó. Hỏi tiền nóng thì trị bệnh ha. Các gia đình bằng mướn không? Chị là làm mướn cho ta luôn. Tôi thì hàng ngày tôi đi mà qua bên Mương và cả bên trong quê á, tôi trồng cải trồng kiệu, ai mướn gì mặn đó. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Thì được mọi người thông tin đó thì giới thiệu thì hoàn cảnh của một anh ở đây bị một cái chứng bệnh sốt não và hiện nay trường hợp rất là khó khăn và đặc biệt, và có điện thoại cho Bùi Hồ để Bùi Hồ đến đây quay về cái hoàn cảnh của anh. Thì nghe được biết là anh phải bán chị phải bán nhà để mà chữa bệnh cho anh. Em chào chị. Dạ. Đây là chồng của chị hả? Anh là hiện nay bệnh sao chị? Anh bị viêm màng não á. Viêm màng não, não nhiễm trùng có mủ. Rồi mình đi bữa đó phát hiện lên thì mình đi điều trị ở dưới bệnh viện hữu nghị á, mà xuống là người ta ảnh dãy lắm, người ta đưa vô phòng hồi sức. Nằm 14 ngày. 14 ngày mà dạng mình không có bảo hiểm đó. Tiền thì người ta nói ngày tới 1 triệu mấy đó. Rồi nằm trong đó ông không có biết gì, không mê, không biết gì trơn á. Rồi bác hệ sĩ mới báo hai bữa sau là báo cho mình là cái giấy lấy tỉ xương nên xét nghiệm não. Xong rồi mình xét nghiệm não xong rồi bác sĩ báo là ông này sốt cao liên miên, không có bớt. Cái mới kêu mình lấy tỉ xương lần hai để coi khám có bớt không. Rồi tôi cũng đồng ý chấp nhận cái tên lấy lần hai. Cái đầu ông mới báo là ông này nặng lắm, chắc ổng chết á. Chết rồi chị ơi, chị phải có tiền chuyển đi thành phố á, thì tôi chuyển cho. Rồi đằng này nói gia đình không có khả năng, có nhiêu lo nhiêu à. Rồi ổng nói không mong thì tôi trở về. Ổng nói trở về gì để ở đây đi. Rồi nhỏ y tá mới nói thôi gia đình để ở đây đi, lo sau tới đó. Thì tôi cũng mong là có kỳ tích gì đó, tôi cũng đeo ở lại. Là trong vài ngày nữa sau thì ổng khỏe được 20 phần gì đó. Rồi gia đình khó khăn quá không có tiền thì xin về, tại vì có cái nhà với bến đò Tân Bình với á, cũng hoàn cảnh khó khăn không có tiền chữa trị đó bán, lo cho bệnh võng với nợ nần này kia đó. Bán được nhiêu chị? Bán được 100 triệu. Hiện nay thì lo là còn lo hổm gà hết viện phí hết nhiêu rồi? Chi phí là hổm gà mình lo cũng xa 50-60 rồi. Tiền gì ăn gì đây nữa mình chưa có kể. Còn nhiêu thì nợ nần này kia gì đó, tiền giết nhà kia này hết cũng hết rồi. Nhà này là của nhà mẹ này chị? Là ở đậu cho của nhà ông nội, nhà phú thờ. Nhà tổ hả? Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 45 tuổi tuổi hình. Chị? Chị 37 tuổi tuổi tí. Anh với chị thì có con không? Có đứa con gái. Mấy tuổi rồi chị? Nó 14 tuổi rồi, đang đi học rồi. Thấy hoàn cảnh khó khăn, ba nó bệnh gì đó, cái nó học không có được, nó bị tinh thần sa sút đó. Nó không có học được, nó không có chịu học, nó nghỉ. Là học lớp 7 rồi? Học lớp 8. Lớp 8. Anh tên gì? Bùi Công Điền, sinh năm 1980. Cái công việc hàng ngày trước đây là anh làm cái gì? Làm thợ hồ. Còn tôi thì tôi đi mặn mướn, đi mặn ai mướn gì mặn đó đó, qua bên Mương Bà Cả mặn kiệu, cái kiệu thì trồng cải rồi đó. Nhà có chị bán lâu chưa? Thì ổng vừa bệnh xong là ở nhà mượn ba đi kêu bán liền luôn, tại vì trước khi mình đi á là mình không có khả năng mình hỏi tiền nóng người ta đó, rồi mình đi xong mình về mình bán lại trên này cho ba ổng chi phí ổng trả lên người ta, để tại mình hỏi nóng đỡ đó. Hỏi tiền nóng thì trị bệnh ha. Tại ổng quá làm gấp rồi, mình đâu có tiền trong nhà, đâu có tiền đâu. Anh có đất cát chưa? Chị không, có đất cát không? Có đất cát cho gia đình bằng mướn không? Chị là làm mướn cho ta luôn. Tôi thì hàng ngày tôi đi mà qua bên Mương và cả bên Tân Quề á, trồng cải trồng kiệu, ai mướn gì mặn đó. Lặt gừng, chặt gừng nữa đó, làm bên gừng nữa kia nữa. Em thấy là ở đây là cái này là sao cái chị? Bớt, cái bớt này, cái bớt son của ảnh ngày xưa giờ hả? Anh bây giờ có nói chuyện được không? Không nói vậy đó, khó nói. Rồi có ăn uống gì được không? Người ta đâm cái đàm đó, cái bị gì luôn. Anh có ăn uống gì được không? Bây giờ hồi ở dưới thì ăn không có được, mà về đây tôi chăm sóc ăn cháo. Hằng ngày thì ăn cháo uống sữa. Rồi hẹn lúc mới về thì nói ngay tiểu tiêu rồi nó kia không có được.
mắt đâm ống này kia về đây rồi tập dần. Bây giờ ra, có nghĩa là mình tình hình ổng bây giờ thì nó cũng đỡ, mà điều cái não nó còn bệnh à, không có vận động được. Bác sĩ chưa có cho về, tại mình hết tiền mình xin về thôi. Có nghĩa là mình không còn tiền để mình chuyển lên tuyến trên. Không có tiền, tuyến trên, có tiền thì nếu có khả năng đi là ổng khỏe hết bệnh. Ồ vậy hả? Ừ. Hiện nay mà đi, nếu như mà đi tuyến trên thì cần nhiều tiền không? Có khoảng, bác sĩ nó có khoảng 200 triệu. Trời ơi. Bởi vì gia đình có thằng đâu có khả năng đâu lo tới đó đi. Người anh lúc trước ốm giống gì không hay là sao? Anh cũng đỡ hơn này, tại bệnh ốm thêm chứ. Cũng ốm mà không có ốm quá. Rồi mấy ngày nay chị không có làm, chị đi làm rồi ở nhà săn sóc cho anh hả? Từ đeo từ bữa bệnh viện về đây luôn. Tại vì ảnh đi đứng khó khăn đâu có ai đỡ đằng được. Dạ. Mà tiêu tiểu mình cũng tự lo cơm nước này kia, với anh ảnh nói chuyện không có ai nghe được như đó. Tôi tự nói đây, dịch ra nhiều khi anh nói này kia, kêu con lấy tiếp rồi kêu đó. Trời ơi. Ở dưới bệnh viện á, dạ. Anh bây giờ quá ốm rồi nè. Tay chân đồ anh cử động khó lắm hả? Đau. Anh chỉ nói được bằng cái khẩu hình miệng thôi. Trời ơi. Không có ai nghe được. Anh bây giờ suy nghĩ đâu có ăn uống đồ anh có nói được không? Trời ơi. Còn đêm ngủ thì nửa đêm thì nhức đầu sốt đó. Kêu khều nói chỉ cái đầu nhức đầu đó. Thuốc uống như mua ở đây đó. Chứ là anh xin dạ. Về người ta đâu có đưa thuốc, mình đâu có tiền xin về, người ta đâu có thuốc cho mình. Anh bị năm nay là bao nhiêu rồi chị ha? Bao nhiêu ngày ạ? Bị từ ngày để dạ. Bị ở trong phòng hồi sức là 14 ngày. Cái ra ngoài trại là dạng ra ngoài trại hết 3 ngày, ổng đòi về với mình không có tiền đó. Cái mình xin về đây 3 ngày, về đây hôm từ bữa về tới bữa nay là 11 ngày. Cái địa chỉ mình ở đây là ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chị có thể đọc số điện thoại của chị cho mọi người biết được số không? Số điện thoại của tôi là 035 77 69 568. Ôi ơi. Rồi hiện nay thì ở nhà cứ đợi rồi săn sóc đồ cho anh, chứ đâu có tiền đâu có mà tiền lên Sài Gòn. Tiền ăn rồi lo cho ổng hàng ngày. Giờ ông có ông già ruột đi mà vợ hổng già gì ổng cũng tiếp này kia đó. Rồi bữa nay kiểu như tiền hết ổng hết rồi, ổng mới đi màn hồi sáng đi đang kiếm tiền nên có được đồng nào gửi gì lo cho ông gửi. Anh là trụ cột chính trong gia đình mà anh bây giờ bị vậy thì con cái nó cũng không có không có cái tinh thần đâu để mà nó đi học, nghỉ học rồi chị luôn. Không có đi làm nữa làm rồi, bây giờ nhà cửa thì là không có nhà luôn. Thật ra thì em mới nghe ba điện ở đây, ba nói là có hoàn cảnh của anh á, thì em tranh thủ cái thời gian này em về đây em quay. Thì mong mạnh thường quân cô bác quý anh chị xem được clip này thì hãy liên hệ đến số điện thoại của chị Liễu để mà có thể giúp đỡ anh trong cái thời gian tới. Thì hôm nay đến đây thì em cũng đại diện cho anh Thái ở Mỹ. Yeah. Với lại chị Huệ là Việt Kiều Mỹ luôn. Yeah. Gửi cho chị với anh 1,5 triệu nha. Yeah, anh Thái gửi như em cũng thay mặt gia đình với thay mặt xã cảm ơn anh với chị nhiều. Và cũng mong thêm là mạnh các mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cho. Tại này là em mới vận động được nè. Em gửi 1,5 triệu gửi. Cho em gửi lời thôi. Cảm ơn anh chị nhiều nha anh chị. Dạ. Cái này là của chị Huệ Huỳnh ở Việt Kiều Mỹ. Chị Huệ với anh Thái. Dạ. Em rất cảm ơn nhiều. Tại anh Thái gửi cho em muốn giúp ai thì em giúp, nhưng mà em trích ra cái phần này em cũng trích ra một phần này nói với anh Thái luôn, em trích ra 1,000,000 này để mà gửi thêm cho chị Liễu với lại chị Huệ Huỳnh, gửi cho anh có thời gian sắp tới thì có thời gian trị bệnh, thời gian sắp tới thì có mạnh thường quân mà có giúp nữa thì em sẽ liên hệ và sẽ gửi cho anh, tuần sau em sẽ ghi về nha. Chị rất cảm ơn nhiều nha. Dạ thôi vậy em chào nha. Dạ. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ.